21 năm trước, Dĩ Đan Cát Cát phát hiện ta lấy cắp đồ trong cung, còn Nhu Gia quận chúa thì giúp ta đem những đồ lấy cắp được đem ra ngoài cung bán. Cho nên Dĩ Đan chạy tới khuyên ta và Nhu Gia quận chúa đừng làm chuyện nguy hiểm đó nữa. Chúng tôi đã vì không chuyện có này gì mà cãi nhau một trận nảy lửa. Để ta xem. Nhưng dù gì ta với Dĩ Đan cũng là tỷ muội, sao có thể vì chuyện đó mà ra tay tàn độc được chứ? Nếu để như vậy, tại sao nương nương không thử nghĩ cách để tháo gỡ hiềm khích với Dĩ Đan Cát Cát chứ? Vì Dĩ Đan đã lay động quyết tâm của Nhu Gia quận chúa, cô bắt đầu từ chối không chịu giúp ta nữa. Ta vì vậy nên đã giận Dĩ Đan Cát Cát. Không ngờ không bao lâu thì nghe nói Dĩ Đan mất tích. Sau khi Dĩ Đan mất tích, qua nửa năm sau, nương nương, có một ngày đột nhiên ta nhận được một bức thư do Dĩ Đan gửi tới. Lui ra. Dạ. Thì mới biết Dĩ Đan ẩn nấp ở phổ thọ tự 50 dặm bên ngoài thành. Ta vốn định xuất cung đi tìm cũ, nhưng lúc đó trong cung rất có nhiều chuyện nên ta không thể nào đi được. Lại qua mấy tháng sau thì được tin Dĩ Đan đã chết. Tỷ tỷ, ta và Nhu Gia được tin Dĩ Đan chết liền hẹn nhau tới Thừa Thiên Thiền Viện cầu phúc cho Dĩ Đan. Nhưng không ngờ Nhu Gia lại muốn ta dừng tay, còn nói cổ muốn rút lui. Vì vậy ta mới cãi nhau với cổ. Cho nên sau đó nương nương tìm tới Pháp Vận Phương Trượng nhờ giúp đỡ phải không? Vì lấy lại thanh danh cho gia đình, ta chỉ có thể làm vậy. Nhưng cái chết của Dĩ Đan quả thật không liên quan tới ta. Vậy thì chuyện Dĩ Đan Cát Cát gửi thư cho người, còn có người khác biết được không? Hoàng quý phi nương nương luôn rất quan tâm chuyện của Dĩ Đan Cát Cát, cho nên ta đã nói chuyện này cho bà biết. Hàm Hương, ăn cơm thì ăn cơm, đừng nghĩ đông nghĩ tây nữa. Với Lạc Gia người cũng vậy, ăn nhiều chút đi. Ờ, được. Hàm Hương, rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ chuyện Dĩ Đan Cát Cát ẩn núp tại phổ thọ tự nhất định rất được bảo mật. Nếu không, người muốn hại Cát Cát đâu cần phải đợi sau khi sinh con xong thì mới ra tay giết người. Xem ra như vậy, người rõ nhất về tung tích của Dĩ Đan Cát Cát là Tĩnh Phi nương nương, chắc không đáng tình nghi. Phải rồi Xuân Trúc, chị có ý kiến gì không? Biểu tôi ăn cơm thì được, kêu tôi động não thì không làm được đâu. Phải rồi Hàm Hương, muội còn nhớ hay không, Hoàng quý phi nương nương từng nói vì thái tử điện hạ sẽ không tiếc bất kỳ giá nào quét sạch mọi trở ngại. Đúng hả? Muội còn nhớ vừa rồi Tĩnh phi nương nương nói Hoàng quý phi nương nương cũng biết về tung tích của Dĩ Đan Cát Cát. Xem ra Hoàng quý phi nương nương cũng đáng tình nghi. Nhưng mà chỉ là không biết rốt cuộc bởi vì động cơ gì mà phải tàn nhẫn giết Dĩ Đan Cát Cát chứ. Động cơ? Hai người đừng hỏi tôi nha. Tham kiến Bối Lạc Gia. Miễn lễ. Tạ ơn Bối Lạc Gia. Đồng ti cố sao tỷ lệ tới đây? Tôi cố ý tới chúc mừng hai người bình an thoát hiểm. Thật ra hồi chiều tôi đã tới, nhưng mà không có hai người nên giờ tôi tới nữa. Cả hai chúng tôi bây giờ đều không sao hết. Cảm ơn đồng ti cố quan tâm. Hàm Hương, cô nghe tôi nói, sau này dù gặp bất cứ chuyện gì cũng phải cẩn thận. Tôi biết rồi. Xuân Trúc, ăn no chưa? Ăn no rồi. Đã ăn no thì theo tôi về Ti Khố. Cách thay Bối Lạc, Hàm Hương, vậy tôi đi với đồng Ti Khố nha. Xuân Trúc à, sau này không có tôi bên cạnh, chị phải lanh lợi lên, đừng để cho người có ác ý có cơ hội như ý nữa.
Tôi sẽ chú ý. Chúng ta đi. Ừ. Tôi đi nha. Cách Thái à, hồi nãy chúng ta nói tới động cơ hoàng quý phi nương nương giết Dĩ Đàn Cát Cát, huynh có suy nghĩ gì không hả? Nếu hoàng quý phi nương nương biết được Dĩ Đàn Cát Cát đã mang thai con của hoàng thượng thì có thể hiểu được. Bởi vì với vị trí của hoàng quý phi nương nương thêm một vị hoàng tử, vậy thì ngôi báo của thái tử điện hạ sẽ thêm một phần bị đe dọa. Ừ, huynh nói nghe cũng rất có lý. Ờ, vậy đi, ngày mai ta vào cung tìm muội, chúng ta sẽ tới hỏi hoàng quý phi nương nương một lần nữa. Ê, không cần đâu, các thái bối lạc, vết thương của huynh chưa lành hẳn, huynh cứ về phủ nghỉ ngơi đi. Còn về hoàng quý phi nương nương bên đó, muội sẽ tìm cơ hội hỏi bả. Cũng được, vì muội phải sức cẩn thận. Ừ, nè, ăn nhiều chút nè. Được, cảm ơn. Dạo Hoa Viên cái gì, đã đi bao nhiêu lần rồi? Hôm nay thời tiết rất đẹp, ra ngoài dạo cũng tốt mà. Thái tử điện hạ, nô tài có chuyện cần gấp bẩm báo. Được. Thái Hợp Tề, ngươi không thấy bổn cung và thái tử điện hạ đang nói chuyện hay sao? Còn không mau lui ra. Dạ. Khoan đỡ, không chừng Thái Hợp Tề có việc gấp, cứ để hắn nói đi. Thái tử, hiếm có hai ngày nay hoàng A Mã không sắp xếp cho người đi làm việc, người đã hứa ở bên thiếp mà. Là nàng hứa với ta, nếu ta đi dạo Hoa Viên với nàng, sau này nàng không xen vào việc của ta nữa, đi cả buổi sáng rồi. Phải, nhưng mà... Thôi được, nếu ta đã làm, nàng cũng phải giữ lời, đừng có xen vào việc của ta nữa. Thác Hợp Tỳ, mình đi. Thác Hợp Tỳ, có chuyện gì? Ngươi nói đi. Thái tử điện hạ, Liễu Hàm Hương nói vụ án có tiến triển mới. Hồi nãy cô tới Nam Tâm Sở để tìm người nhưng không gặp. Bây giờ chắc cô đã tới tẩm cung của hoàng quý phi rồi. Nói tìm hoàng quý phi nương nương. Cái gì? Bốn cung tuyệt đối không thể ngờ được Tĩnh Phi lại làm ra cái chuyện như vậy. Quả thật trên đời này lòng người thì khó đoán. Phải rồi Hàm Hương, mới sáng sớm người tới tìm bốn cung có chuyện gì? Người cứ nói đi. Chuyện nô tỳ muốn hỏi là năm sư Dĩ Đàn Cát Cát rời nhà ra đi ở phổ thọ tự để mà chờ sinh nở, có phải chuyện này hoàng quý phi nương nương đã biết rồi hay không? Người dám hỏi bổn cung câu hỏi như vậy, mở ra ngoài cho ta. Ở đây không có chuyện của người, người ở đây làm gì? Cút ra ngoài cho bổn cung. Nô tỳ thì không hiểu tại sao nô tỳ nhắc tới chuyện này thì phản ứng của hoàng quý phi nương nương lại mạnh tới như vậy. Người im miệng, người còn to gan hỏi tiếp, cút ra ngoài cho bổn cung. Tham kiến hoàng quý phi nương nương. Hàm Hương, sao con báo với ta mà lại tới đây? Nô tỳ tới Nam Tam Sở không gặp thái tử điện hạ cho nên mới. Dận nhân, con tới rất đúng lúc, mau đưa con nô tỳ này ra ngoài. Dạ. Tử, nương nương, nương nương, Lăng Nhi chăm sóc cho nương nương. Dạ. Hàm Hương đi mau. Nương nương, nương nương. Ê, thái tử điện hạ, người làm nô tỳ đau đó. Ừ, xin lỗi. À, phải rồi. Thái tử điện hạ, hồi nãy tại sao người không cho nô tỳ hỏi tiếp? Không lẽ người không cảm thấy hoàng quý phi nương nương phản ứng của bả rất khác thường hay sao hả? Hàm Hương, nghe ta nói, dù có nghi ngờ mọi người ở trong cùng nhưng hoàng quý phi quyết không có liên quan. Thái tử điện hạ, nô tỳ chính vì có sự nghi ngờ đối với hoàng quý phi nương nương cho nên mới tới hỏi nương nương. Hay à, cô đừng truy cứu nữa. Hoàng quý phi tuy không phải thân ngạc nương của ta, nhưng trong lòng ta, vị trí của người không khác gì ngạc nương ruột. Ta không tin người có thể sát hại Dĩ Đàn Cát Cát. Sau này cô đừng làm phiền hoàng quý phi, có biết không? Nhưng mà sự thật là quan trọng hơn tất cả. Thái tử điện hạ, nô tỳ to gan, xin mượn kim bài người dụng của thái tử để dùng. Hoàng quý phi sức khỏe không tốt, cô không thấy à? Nô tỳ tham kiến thái tử điện hạ. Chuyện gì? Hoàng Thái Hậu triệu Hàm Hương tới. Thái tử điện hạ, vậy Hàm Hương xin cáo lui trước. Đi đi, nhớ kỹ, chuyện hôm nay tuyệt đối không được nhắc lại. Dạ.
Hoàng Thái Hậu, Hàm Hương tới rồi. Hàm Hương, Hàm Hương, nô tỳ đáng chết, quan thỉnh ăn với Hoàng Thái Hậu, xin Hoàng Thái Hậu tha tội. Không sao, đứng dậy đi. Tạ ơn Hoàng Thái Hậu. Vừa rồi cô đang nghĩ gì mà chăm chú tới như vậy? Dạ không gì, có lẽ là gần đây tra án, tinh thần không được tốt cho lắm. Ai già vốn có một chuyện muốn con đi làm, nhưng mà thôi đi tìm người khác đi vậy. Con hãy ở lại trong cung để nghỉ ngơi. Không sao đâu Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu có gì sai bảo, xin cứ giao cho Hàm Hương đi làm là được rồi. Ai già nghe nói cách thái vì con mà bị thương, ai già rất lo lắng, cho nên muốn hỏi con tình trạng của nó thế nào. Hôm qua cách thái bối lạc đã vào cung tìm Hàm Hương, tuy là đã nói có thể xuống giường đi lại, nhưng thương thế của bối lạc vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cho nên nô tỳ mời cách thái bối lạc trở lại phủ nghỉ ngơi cho khỏe, gần đây đừng vào cung nữa. Vậy thì ai già đã yên tâm. Ai già còn đặc biệt chuẩn bị cho cách thái một ít đồ bổ. Thì ra Hoàng Thái Hậu muốn sai nô tỳ đem những đồ bổ này tới cho cách thái bối lạc hả? Có điều gần đây con trà án, ta thấy tinh thần con cũng không tốt, vậy không làm phiền con. Hoàng Thái Hậu, sau này có chuyện gì cứ việc giao cho Hàm Hương làm là được rồi. Có điều gần đây Hàm Hương trà án gặp phải khó khăn, cũng đang muốn xuất cung để hóng gió một chút. Cũng được, vậy giao cho con đi làm. Có điều đã có kinh nghiệm lần trước, ai già sợ con lại gặp nguy hiểm, hay là kia tàu đề đốc đem theo mấy người đưa con đi. Hàm Hương đã tại Hoàng Thái Hậu quan tâm, có điều không cần làm phiền tàu đề đốc, khoảng cách từ hoàng cung tới dương phủ cũng không xa lắm, Hàm Hương có thể tự đề phòng được. Xin mời, xin mời. Kẹo hồ lô, con thử. Là tôi nè, Hàm Hương. Khánh Nhi, thì ra là chị hả? Sao chị lại cầm cái này, làm tôi hết hồn luôn à. Hiếm gặp được cô trên đường, tôi vui quá đó thôi, cho nên muốn đùa với cô một chút, đừng có giận tôi nha. Bây giờ tôi chịu không nổi cách đùa vậy đâu. Ê, sao mọi người đều tới đây hết vậy? Hôm nay trong tiệm không có bận sao? Tháng này Ngọc Cẩm Tú Phường làm ăn rất là tốt, cho nên dì Dung bày tiệc mời khách ở Ngọc Cẩm Tú Phường, dặn dò ba chúng tôi ra ngoài mua chút đồ. Hèn chi chỉ là vui tới như vậy, thì ra con ma tham ăn này lại được như ý rồi. Cô đừng có nói tôi nữa. Đúng lúc á, cô ở đây như vậy, hay là chúng ta đi chung đi. Nếu như dì Dung nhìn thấy cô, nhất định sẽ rất vui đó. Phải đó. Thật ra tôi cũng rất muốn đi, nhưng mà tôi còn có việc phải làm. Ăn bữa cơm thì có mất bao nhiêu thời gian đâu. Đúng rồi, nhưng mà trời ơi, cô đừng có nhân mà nữa. Đi thôi, đi thôi. Dạ, đi thôi, đi thôi. Bối Lạc già, vết thương đã đỡ chưa? Đã đỡ nhiều. Triệu tổng quản, A Mã tìm ta gấp như vậy, có chuyện gì không? Tới đó sẽ biết thôi. Chúng ta đi. Dương già, Bối Lạc già đã tới. A Mã, Hai Nhi đã tới. Triệu tổng quản, hả? Ông lui ra đi. Dạ. Thái Nhi, vị này là tuệ từ sư thái của Diệu Tịnh Nam. Sư thái biết con bị thương, cố tình đem tới một cuốn Kim Cang Kinh, dùng một vạn hoa dưới cao để viết ra, để cầu phúc cho con. Cảm tạ sư thái, cách thái vô cùng cảm kích. Không cần khách sáo, nè, cầm lấy đi. Thái Nhi, không được vô lễ, phải quỳ xuống nhận mới được. A Mã, tại sao phải hành đại lễ? Dương già, cách thái không cần hành đại lễ đâu. Không được, bà con với cách thái, cách thái nhất định phải quỳ nhận. Thái Nhi, quỳ xuống. Dạ.
cầm lấy đi. Đa tạ sư thái. Mau đứng dậy. Không biết có phải Cách Thái đã từng gặp sư thái đâu hay không. Vì con cảm thấy sư thái rất là quen mặt. Con vẫn còn nhớ ta sao? Thật ra con cũng không chắc lắm. Hình như là có chút ấn tượng mơ hồ về sư thái. Cách Thái, khi con còn nhỏ, chúng ta đúng đã từng gặp mặt. Thật không ngờ bây giờ con đã lớn như vậy rồi. A Mã con nuôi dưỡng con thật tốt, thật là tuấn tú. Tuấn tú. Cách Thái, sau này con đừng bao giờ để bị thương nữa nha. Nếu không, A Mã con sẽ đau lòng lắm nha. Sư thái, đại phu, bả sao rồi? Bẩm dương gia, tôi từ sư thái vì nhiễm phong hàn, thêm nữa đi đường mệt nhọc, cho nên thể lực xuống dốc, sức khỏe yếu ớt, cần phải được nghỉ ngơi nhiều. Nhưng chỉ cần uống vài thang thuốc là khỏe thôi. Dương gia, xin đừng quá lo lắng. Triệu tổng quản, mau phái người theo đại phu lấy thuốc. Dạ. Mời. Dạ, được. A Mã, hồi nãy tuệ từ sư thái nói lúc con còn nhỏ từng gặp mặt bà ấy. Tuy là con cảm thấy sư thái rất là quen mặt, nhưng mà lại nhớ không sao rốt cuộc đã gặp ở đâu. Có điều ánh mắt sư thái nhìn con khiến con cảm thấy rất là thân thiết. A Mã, rốt cuộc sư thái là ai? Tại sao con thấy A Mã hình như rất là tôn trọng bà? Thái gì, con cũng đã khôn lớn, có chuyện này con nên biết. A Mã, có phải A Mã định nói với con về chuyện tuệ từ sư thái? Tại sao không tới phòng của con? Những thứ bày trên bàn này đều là những tượng Phật pháp khí mà mỗi năm vào sinh thần của con, A Mã đã tặng cho con. Lẽ nào những việc cầu phúc này tất cả đều là của tuệ từ sư thái tặng? Không sai. Lúc còn nhỏ con yếu ớt, nhiều bệnh, dù ta tìm đủ các gia đi không thể trị khỏi cho con. Cho tới một năm A Mã đưa con đi tìm gia đi, nhưng cũng trở về vô ích. Trên đường trở về, đúng lúc gặp được tuệ từ sư thái đang có duyên trên đường. Đi thôi con. Thí chủ xin dừng bước. Ê, mời vô, mời vô, mời vô. Khách quan, khách quan. Xin mời, xin mời. Cảm ơn. Sư thái thấy con có duyên nên tặng cho con một khánh đồng khắc bài chú tiếng Phạn. Nói ra cũng thần kỳ, sau khi con đeo khánh đồng lên thì sức khỏe dần dần tốt hẳn. Tới đây cho bắt được con rồi. Ý, bắt được con rồi. Con xem kìa, chạy tới đổ đầy mồ hôi. Trong một lần chơi đùa với con mới phát hiện ra bên trong cốt đồng có chứa một Phật cốt xá lợi.
Quá trình sự việc là như vậy. Tất cả câu chuyện là gì à? Có điều, nếu là vì nguyên do như vậy, tại sao Tuệ Từ Sư Thái mỗi năm đều tặng quà sinh thần cho con chứ? Không phải chỉ đơn giản vì con có duyên với Phật. Đương nhiên không phải. Ta vì cảm kích sự giúp đỡ của Tuệ Từ Sư Thái, không những tâm để Sư Thái phiêu bạc bên ngoài, sống bằng việc hóa duyên, nên đã gom tiền xây dựng Diệu Tịnh Nam để Sư Thái làm trụ trì. Thí chủ nguyên tặng ngôi Diệu Tịnh Am này giúp lão nô có chỗ nương thần, thật cảm kích vô cùng. Khách sáo. Sư Thái vì báo đáp ta đã tiếp tục cầu phúc cho con. Mỗi năm vào sinh thần của con đều sai người đem quà phúc tới. Cảm ơn. Cảm ơn. Nè, cho con. Thái Nhi ngoan. Nè, tới đây. Thái Nhi, con xem. A Mã dạy con đọc Di Đà Vũ Giải nha. Dạ. Con xem. Cho nên nhiều năm nay, những kinh pháp khí con nhận được như tượng Phật, kinh luân, chạy kim cang là của Tuệ Từ Sư Thái tặng. Nếu mỗi năm Tuệ Từ Sư Thái đều sai người đem quà sinh thần tới tặng cho con, thì tại sao năm nay lại đích thân tới tặng? Bao nhiêu năm nay Tuệ Từ Sư Thái đều quan tâm con, nên tình cảm đối với con cũng khác biệt. Lần này bà nghe được tin con bị thương, cố tình tìm tới thăm con. Không ngờ trên đường đi lại bị nhiễm phong hàn, thêm nữa đi đường mệt nhọc, cho nên đang ngã bệnh. Thì sao là gì? A Mở, lần này hành nhi đã quá đa nghi, con xin lỗi. Không sao đâu, con đã biết rõ đầu đuôi ngọn nguồn của câu chuyện. Vậy thì để Tuệ Từ Sư Thái nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu không có chuyện gì cần gấp, tuyệt đối đừng làm phiền Sư Thái. Dạ. Hỷ Xuân Mai, tham kiến Bối Lạc Gia. Không phải mới dọn cơm xong à? Sao con đem ca đi đâu vậy? Triệu tổng quản nói dân gia đã dặn dò, kêu nô tỳ nấu thuốc bổ đem tới cho Tuệ Từ Sư Thái bồi dưỡng sức khỏe. Đưa thuốc cho ta để ta đi cho. À, nhưng mà đừng có nhân nữa, đi làm việc đi. Dạ Bối Lạc Gia. Ừ. Sư Thái, cảm ơn bao nhiêu năm nay đã quan tâm tới con. Thái Nhi, Thái Nhi, Ngạn Nương có lỗi với con. Sư Thái, Người vừa nói gì? Thái Nhi. Triệu tổng quản, thuốc bổ tại dạng ông đã nấu xong chưa? Đã dặn Xuân Mai đi nấu, chắc đã mang lên. À. Ê, Triệu tổng quản, ông và người làm việc kiểu gì? Để thuốc bộ ở đó rồi đi mất. Dạ, nô tài quản giáo không nghiêm sẽ là khổ mà. Ông lui ra. Dạ. Làm cho bà thức dậy, ta xin lỗi. Không sao. Ờ, để ta đi lấy thuốc bổ. Thuốc này rất tốt cho sức khỏe, bà uống đi. A Mã đích thân đút thuốc cho Tuệ Từ Sư Thái. Lẽ nào
Hồi nãy bà nói bà là ngạc ngưng, đó là thật. Đắng quá, ta không uống nổi. Uống rồi mới hết bệnh chứ, uống thêm vài miếng. Tôi không uống nữa. Mã Quả Nhi, không phải chúng ta đã nói rồi sao, đợi sau khi Cách Thái thành thân, bà mới được tìm nó. Bà kích động như vậy sẽ gây ra phiền phức. Ca ca, sao huynh có thể trách muội chứ? Muội vừa nghe nói Thái Nhi bị đâm một dao thì trong lòng đã nóng như lửa đốt. Muội ăn không ngon, ngủ không yên, làm sao có thể nghĩ được nhiều như vậy? Mã Quả Nhi, ta không có trách muội. Huynh còn nói nữa, muội muốn huynh chăm sóc tốt cho Thái Nhi, huynh cũng đã hứa rồi. Nhưng mà sao huynh lại để nó bị thương nặng tới như vậy? Muội là ngạn nương của nó, đã không thể nuôi nó lớn lên thì thôi đi, tới mức đó suýt chút thì mất mạng. Muội không biết sau này muội có thể sống nổi hay không. Huynh có biết trong lòng muội đau đớn thế nào không hả? Mà Quả Nhi, muội đừng trách ca ca, lần này thật sự là rủi ro. Từ sau khi ta hứa với muội nuôi dưỡng Cách Thái, ta đã chăm sóc cho nó. So với con ruột của ta là Ba Bố và Bác Hải, còn tốt hơn gấp ngàn lần, vạn lần. A Mã, hai người vừa nói là thật sao? Bà ấy thật là ngạc nương của con. Hàm Hương, khi nào rảnh nhớ tới thăm chúng tôi nha. Phải đó Hàm Hương à, cô quay lại không chỉ cùng với chúng tôi ăn cơm nói chuyện, mà còn chỉ dẫn cho chúng tôi một chút. Khi chuyến chọn quản tử ti sang năm, Ngọc Cẩm Tú Phường sẽ chắc thắng rồi. Được được được, sau khi tôi hội cùng nhất định sẽ luyện tập nhiều hơn, nếu không tới lúc đó sẽ bị các người qua mặt. Con đó phải giữ gìn sức khỏe, nhìn con kìa, ốm đi nhiều rồi. Dì Dung, con biết rồi. À, cũng không còn sớm nữa, con phải hồi cung đây. Đi đi, đi đường cẩn thận nha. Ừ. Hai người hãy nói đi. A Mã, Tuệ Từ Sư Thái là mẹ của con thật à? Vậy Ba Bố và Bác Hải nói Thái Nhi là được cha nhận nuôi, đó đều là sự thật. Thái Nhi, nếu con còn kêu ta là A Mã, ta sẽ không nghe lời của ta, chạy tới đây làm phiền Sư Thái nghỉ ngơi. Tại sao hai người lại cùng nhau gạt con? Thái Nhi, không phải A Mã muốn gạt con. Cha muốn gạt con tới bao giờ? Thái Nhi, con nghe ta nói. Cha đừng có đụng tới con không muốn nghe. Con không muốn nghe gì hết. Thái Nhi, Thái Nhi, Thái Nhi. Mã Quả Nhi, muội để nó bình tĩnh lại. Muội không yên tâm, huynh muốn muội ra. Mã Quả Nhi, ê, Cách Thái Bối Lạc, huynh sao vậy? Vết thương đã đỡ chưa? Hàm Hương. À phải, những đồ bổ này là của Thái Nhi. Đi với ta. Thái Nhi. Mã Quả Nhi. Thái Nhi. Mã Quả Nhi. Thái Nhi à? Mã Quả Nhi. Huynh buông muội ra, muội phải đi tìm Thái Nhi. Mà Quả Nhi, muội bình tĩnh chút đi. Bây giờ Thái Nhi đang kích động, muội có nói gì nó cũng không có nghe đâu. Nghe lời của ta, chờ nó trở về rồi nói rõ với nó. Muội phải đi tìm nó, muội sợ nó không chịu nổi đả kích, muội phải đi theo canh chừng nó mới được. Huynh buông muội ra. Mà Quả Nhi. Dương gia, Dương gia, xảy ra chuyện gì? Nô tài nghe thấy tiếng cãi nhau, rồi thấy có người chạy ra, nên nô tài chạy theo ra đi. Không có gì, ông lui ra. Ừ, dạ. Cách Thái, Cách Thái à, huynh sao vậy? Cách Thái, huynh đừng vậy mà. Thật sự đã xảy ra chuyện gì?
Huynh mau nói đi, huynh phải nói ra chúng ta mới có thể nghĩ cách giải quyết được chứ. Vô ích thôi, chuyện này vốn không thể nào giải quyết được. Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Ta vừa mới biết, thì ra ta không phải là con ruột của A Mã. Ta được ông ấy nhận về nuôi. Vậy huynh có biết mẹ ruột của huynh là ai không? Ta rất hận, tại sao họ lại gạt ta, khiến ta từ nhỏ đã bị ba bố và bác Hải cười nhạo. Thì sao bọn họ đã biết rõ thân thế của ta từ lâu? Nói không chừng cả Dương phủ chỉ có một mình ta là không biết về thân phận của mình. Cách thấy, ta hận họ dối trá, ta hận Nico, ta hận bọn họ, ta hận Nico. Không lẽ Cách Thái muốn nói hai chúng tôi ra đời tại anh Nico? Nico không bảo vệ được Ngạc Nương, cho nên ảnh mới hận Nico. Nói như vậy, không phải đã chắc chắn mình và Cách Thái là huynh muội song sinh rồi sao? Cách Thái, vậy huynh có biết huynh còn có huynh đệ tỷ muội nào nữa hay không? Ta không biết, ta không biết gì hết. Ta chỉ biết mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi, là một đứa cô riêng hèn mọn. Huynh đừng nói như vậy. Có thể cha mẹ ruột của huynh họ có nỗi khổ. Bất kể là nỗi khổ gì, nói cho cùng ta cũng là kẻ bị bỏ rơi. Ta sẽ không tha thứ cho họ, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho họ. Cái Thái, Thái Nhi, Ngạn Nương không phải cố ý. Ngạn Nương không có bỏ rơi con. Thái Nhi, Cách Thái Bối Lạc, bây giờ có nói gì cũng vô ích thôi. Mình đi, chúng ta đi về, về rồi nói tiếp. Hàm Hương, nếu ta không còn gì cả, nếu ta không còn là Bối Lạc gia, muội còn thích ta hay không? Hàm Hương, cho dù ta mất đi tất cả, chỉ cần có muội bên cạnh của ta, ta đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Cách Thái, huynh đừng vậy mà. Hàm Hương, muội sao vậy? Trước đây muội đã từng nói với Bối Lạc gia, muội chỉ xem huynh như là bằng hữu tốt, xin Bối Lạc gia xử sự đúng mực. Không phải như vậy. Hàm Hương, muội chỉ xem ta là bạn thật sao? Phải. Nếu Bối Lạc gia còn có ý nghĩa gì đó đối với Hàm Hương, thì giữa chúng ta ngay các bạn cũng không làm được. Ta không hiểu, những ngày qua ta cùng muội tra án, chúng ta rất là thân thiết với nhau, vậy xem là gì? Không lẽ tất cả chỉ là tự ta suy diễn? Không phải hôm nay mà con đem đồ bổ tới thăm ta à? Hàm Hư, muội nhìn thẳng ta và cho ta biết, muội đối với ta tuyệt đối không chỉ là tình bằng hữu, có đúng không? Những đồ bổ này là Hoàng Thái Hậu kêu muội đem tới tặng cho huynh. Còn thời gian vừa qua, muội đặc biệt thân với huynh là vì huynh từng cứu mạng của muội, có ơn với muội. Nếu là vậy đã khiến cho huynh có hiểu lầm, thì muội xin lỗi. Xin lỗi Hàm Hương đối với Bối Lạc gia thật sự không có ý gì hết. Ta không chấp nhận lời xin lỗi của muội. Ta đã trao ra hết tình cảm của mình cho Liễu Hàm Hương muội mà không giữ lại gì cả. Bây giờ lại nói với ta là ta hiểu lầm ý của muội. Tại sao? Sao cả tới muội cũng giống như bọn họ, ai nấy đều gạt ta? Muội không có gạt huynh. Được, vậy muội hãy chứng minh cho ta thấy đi.
Lần cuối cùng muội cảnh cáo huynh, nếu như sau này mà huynh còn dám lỗ mãng với muội nữa thì suốt đời này muội cũng không tha thứ cho huynh. Hàm Hương, Hàm Hương ra. Ông trời ạ, rốt cuộc ta đã làm gì sai mà ông lại trừng phạt ta như vậy? Ta tưởng là ta là con trai ruột của A Mã, kết quả A Mã cũng gạt ta. Ta tưởng là anh sai cũng có thể còn có Hàm Hương giữ rồi tình cảm, kết quả là ta đã hiểu lầm. Ông trời, tại sao lại ban cho ta một cuộc đời buồn thảm như vậy? Mạng Hoa Nhi, huynh buông tay ra. Mạng Hoa Nhi, chúng ta về nhà. Huynh cứ mặc kệ muội. Mạng Hoa Nhi, Mạng Hoa Nhi muội về với ta. Mạng Hoa Nhi, Mạng Hoa Nhi, muội tỉnh lại. Mạng Hoa Nhi, Thái Nhi, Thái Nhi, ca ca, Thái Nhi, Thái Nhi đã trở về chưa? Mùi vốn đã bị nhiễm phong hàn, bây giờ lại bị dầm mưa. Mùi phải nghỉ ngơi chờ tốt, đừng để bệnh nặng thêm nữa. Huynh trả lời mùi đi, sao bây giờ Thái Nhi vẫn chưa trở về? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Mùi đừng lo, các Thái sẽ không có chuyện gì đâu. Nè, mau nằm xuống nghỉ ngơi. Bây giờ Thái Nhi đã biết thân phận của mình, nó trách chúng ta dối lừa nó. Huynh nói bây giờ phải làm sao đi? Mùi đừng có nghĩ nhiều như vậy, ta sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng với các Thái, ta không để nó oán hận muội đâu. Dù nó có oán hận muội cũng là đúng thôi, chỉ là muội sợ sau này Thái Nhi sẽ không quan tâm tới muội nữa. Các Thái từ nhỏ là một đứa trẻ hiểu chuyện, nó nhất định sẽ hiểu nỗi khổ của muội, sẽ không trách muội. Nghe lời, mau nằm xuống nghỉ ngơi. Biết đâu muội ngủ dậy các Thái đã trở về. Hả? Nào, nghe lời, ngủ một lát đi. Nè, Hàm Hương cô nương, cả người cô ướt hết, sao không che dù? Hàm Hương cô nương, Hàm Hương cô nương, Hàm Hương, Hàm Hương. Đồng Thi Khô. À, Hàm Hương. Đồng Thi Khô. Chuyện gì? Thank you.
Yeah!